Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán 6 quận Ba Đình. Bài 1. Thực hiện phép tính. Tính hợp lý nếu có thể. Bốn ý A, B, C, D. Bài 2. Tìm x biết. 2 phần 3 cộng x bằng trừ 1 phần 2. 3 phần 4 trừ 1 phần 4 chia x bằng 1, 1 phần 4. 3 phần 5 bằng 25%. Bài 3. Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là 60 m. Chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật. Ý A, ý B. Người ta lấy một phần đất để trồng hoa, viết 3 phần 5 diện tích trồng hoa là 240 m². Tính diện tích đất trồng hoa. Phần diện tích còn lại, người ta trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trồng hoa bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng cây ăn quả? Câu 4. Cho góc bẹt XOY trên cùng một nửa mặt phẳng BXY, kẻ hai tia OZ và OT, sao cho góc XOZ bằng 50 độ, IOT bằng 80 độ. Tính số đo góc XOT. Trong ba tia OT, OX, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Chứng tỏ rằng tia OZ là tia phân giác của góc XOT. Câu 5, một điểm. Hãy sử dụng thước đo góc, thước thẳng, chia khoảng, compa để vẽ lại hình vẽ bên và giấy kiểm tra. Hướng dẫn chấm hay là hướng dẫn làm bài. Yêu cầu học sinh không được sử dụng máy tính. Câu 1 phần A đáp số là 1 phần 3, B đáp số 4 phần 7, phần C đáp số bằng 0, phần D đáp số trừ 1 phần 3. Các câu A, B, C nếu không tính nhanh mà đáp số đúng thì trừ 0,25 điểm mỗi câu. Học sinh làm gộp nhiều bước, tắt bước thì trừ 0,25 điểm đến 0,5 điểm toàn bài. Học sinh dùng máy tính chỉ ghi đáp số, không cho điểm. Đề thi yêu cầu không dùng máy tính. Câu 2 tìm x, phần A x bằng 4 phần 7, phần B x bằng trừ 1 phần 2. Phần C thì trường hợp 1 là x sẽ bằng 17 phần 20, trường 2 x bằng 3 phần 20. Nếu không chia hai trường hợp thì trừ 0,25 điểm. Câu 3, 2 điểm. Tính được chiều rộng 40 mét, diện tích mảnh vườn là 2.400 mét vuông. Diện tích đất trồng hoa phần B là 400 mét vuông. Phần C diện tích còn lại là 2.000 mét vuông. Tỷ số phần trăm diện tích trồng hoa so với diện tích trồng cây sẽ là 20%. Câu 4 nhỉ. Rõ ràng góc XOY là góc bẹt nên OX, OY là hai tia đối nhau. XOT và TOY là hai góc kề bù. XOT bằng 100 độ. B trên cùng mặt phẳng, trên cùng một nửa mặt phẳng BXY, so sánh hai góc XOT, XOZ để suy ra OZ nằm giữa hai tia còn lại. Ta sẽ chứng minh được OZ là tia phân giác của góc XOT. Bài 5. Yêu cầu để vẽ hình thì học sinh viết nhận xét sử dụng thước đo góc, thước thẳng, đo các cạnh góc để nhận ra hình vuông, suy ra được cách vẽ. Học sinh nhận ra các nửa đường tròn, biết tâm và bán kính. Hình vẽ không cần giữ nguyên kích thước để bài cho, để vẽ to hơn, vẽ hơn. Nếu chỉ vẽ được hình vuông thì cho 0,25 điểm. Nếu không sử dụng thước và compa để vẽ thì không cho điểm. Và nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì giáo viên dựa vào hướng dẫn chấm này để chia biểu điểm cho nó đúng với đáp án.